Thưa quý vị và các bạn, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương được xác định là dự án trọng điểm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay Lâm Đồng đang tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai hai đoạn cao tốc này. Trước những vướng mắc tại nhiều dự án cao tốc là vấn đề vật liệu san lấp, tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các đơn vị địa phương khẩn trương chuẩn bị nguồn cung vật liệu xây dựng công trình này. Trong tiểu mục đồng thuận và quyết tâm thực hiện dự án cao tốc hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, để thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cần hơn 10 triệu mét khối nguyên vật liệu. Trong đó bao gồm hơn 8 triệu mét khối đất đắp, hơn 1,6 triệu mét khối đá các loại và hơn 50.000 mét khối cát xây dựng. Sau khi cân đối giữa trữ lượng cấp phép khai thác khoáng sản tại các mỏ ở huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc, cơ quan chức năng xác định còn thiếu hơn 2 triệu mét khối đất san lấp để phục vụ dự án. Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc thực hiện công tác quản lý chặt chẽ 7 mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng, đồng thời chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện cấp phép khai thác phục vụ dự án đường cao tốc sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chúng tôi cũng thực hiện cái công tác tuyên truyền, đồng thời là công khai các nội dung liên quan đến các vị trí mà dự kiến để sử dụng cái khoáng sản để san lấp phục vụ cho đường cao tốc, đồng thời là chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn tổ chức tăng cường cái công tác quản lý cũng như là kiểm tra giám sát tại các cái khu vực mà đã có cái cắm mốc hướng tuyến cũng như là những cái khu vực dự kiến để mà sử dụng cái mỏ đất khoáng sản để phục vụ cho cao tốc, để làm nhằm để mà kịp thời phát hiện xử lý các cái trường hợp vi phạm nếu có. Như đây là một trong những cái nội dung mà chúng tôi cũng đang tiến hành thực hiện theo cái chỉ đạo chung, để đảm bảo khi thực hiện cái dự án đường cao tốc thì chúng ta chủ động trong cái lĩnh vực này. Trước những vướng mắc tại nhiều dự án cao tốc là vấn đề vật liệu san lấp, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên Môi trường tổng hợp toàn bộ trữ lượng các mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh và công suất khai thác từng năm, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hoạt động khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng, tránh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng thông thường như cát, đá, đất để san lấp. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng thống nhất 11 vị trí mỏ vật liệu xây dựng để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Theo đó, tổng diện tích các mỏ đất đá và cát được cấp phục vụ xây dựng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là 170 ha. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc, các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng và Lâm Hà chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại các vị trí này để đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công dự án. Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho phòng tài nguyên phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường đã rà soát các điểm mỏ để cung cấp cái nguyên vật liệu xây dựng để phục vụ cho cái thi công cái đường cao tốc. Thì hiện tại thì là bố trí được 2 điểm, đó là tại xã Lộc Tân và xã Lộc An. Ngoài ra thì Phòng Tài nguyên Môi trường cũng phối hợp với lại là Sở Tài nguyên Môi trường đã rà soát và bổ sung thêm 8 điểm tại xã Lộc Bắc, xã Lộc Bảo 2 điểm và xã Bờ Lá 1 điểm, xã Lộc Tân 2 điểm và xã Lộc Đức 2 điểm. Thực tế, thời gian qua cho thấy, các địa phương có đường cao tốc đi qua đều có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của cả nước. Đời sống nhân dân được nâng cao, đồng thời tạo thế và lực mới cho các địa phương. Điều đó cũng là ước vọng khát khao của chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong nhiều năm qua. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực, quyết tâm cao, đẩy nhanh, hoàn tất các thủ tục để sớm khởi công dự án, với mục tiêu kết nối giao thông, giao thương nhanh chóng và tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.